Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của Vân Phi Yến. Hôm nay thì hai chị em Yến sẽ làm món canh chua dưa hấu nấu lại rau muống đồng nha mọi người. Bây giờ thì Yến đang có mặt ở một cái nơi gọi là vùng quê xa xôi hẻo lánh, mà có mặt ở, nói chung là cái vùng quê đó ở cũng gần thành phố đó mọi người. Thì ở đây có rất là nhiều cá, thì Yến sẽ với chị Yến sẽ hai đứa sẽ đi lội xuống ao cá rồi rau muống, rồi sẽ nấu lại canh chua dưa hấu nha mọi người. Mình sẽ ăn thử món này coi nó như thế nào nha. Bây giờ thì hai chị em Yến sẽ đi thôi. Mọi người chờ một chút nha. Rồi anh giờ không có chú ơi, con đang quay. Dạ không có. Ấy chú làm gì vậy? Người ta nói không có rồi mà, chú kỳ quá vậy. Món dưa hấu nấu canh chua có lóc nữa, mà Yến sẽ xúc xích ninja điền nướng chui.